Hôm nay mẹ Hú đưa anh Bin đi chơi Văn Miếu Quốc Tử Giám nhân dịp lễ Tết này. Anh Bin là một người cũng rất là cẩn thận khi mà đi chơi và du lịch, nên là cũng đã xem rất là nhiều video giới thiệu về Văn Miếu Quốc Tử Giám trước khi tới đây chơi rồi. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết và mọi người đi thăm Văn Miếu cũng vẫn rất là đông luôn. Mẹ Hú rất là bất ngờ khi mà đang đứng xếp hàng để mua vé vào cổng thì đã gặp fan ở đây nè. Gọi là fan thì cũng không đúng lắm, thì đây là bạn học sinh cũ mà ngày xưa đã học vài khóa ở học viện của nhà mình. Tuy nhiên thì không phải là lớp trực tiếp mẹ Hú dạy cho nên là mẹ Hú cũng không biết. Nhưng mà các bạn thì vẫn nhận ra và vẫn chào rất là vui vẻ. Ê ơi, đâu ra gái vừa ngoan vừa xinh mà lại còn đi kèm với cả giai đẹp và cao giáo bên cạnh này nữa chứ. Tuy là mình cũng không hiểu biết quá nhiều về những đặc trưng của Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhưng mà cái khung cảnh này là khung cảnh rất là đặc biệt vì nó xuất hiện ở trên tờ tiền 100.000 đồng, nên là mình cũng đã giới thiệu cho anh Bin và giúp anh Bin chụp lại những bức hình kỷ niệm ở chỗ này. Và chúng ta cũng biết rằng là người Việt Nam sẽ có văn hóa xin chữ đầu năm, đây cũng là một điểm không thể thiếu được trong hành trình đi thăm Văn Miếu. Mẹ Hú thì chưa từng có trải nghiệm này, nhưng bản thân mẹ Hú thì đã học tiếng Trung, học cả Hán Nôm và học cả môn thư pháp luôn, nên là cảm thấy rất là muốn chứng kiến cảnh mà các ông đồ cho chữ. Trong chuyến tham quan lần này thì cũng là lần đầu tiên mẹ Hú được thấy cái việc là có một số những người nghệ nhân nhưng mà hơi pha kem một tí là người ta dùng khuôn, người ta bôi mực lên xong là người ta ấn lên giấy đỏ để thành những con chữ và cho người khách đến chơi mua về. Nhưng mà mẹ Hú thì thích hàng thật hơn nên là đã đi sang khu vực mà tập trung rất là nhiều những ông đồ và mọi người đang xếp hàng để xin chữ, thì vô tình là gặp lại người thầy mà ngày xưa dạy thư pháp cho mẹ Hú luôn. Dù đây chỉ là một người thầy mà mẹ Hú gặp trong một lớp học trải nghiệm về thư pháp dành cho người cao tuổi thôi, nhưng mà ngày hôm nay được gặp lại ở đây như hiện nay, mẹ Hú cảm thấy rằng đó là một cái nhân duyên rất là đặc biệt, nên là mẹ Hú cũng xin thầy cho mẹ Hú chữ duyên luôn. Bởi vì thực ra vốn dĩ cái việc mà mẹ Hú gặp anh Bin trong cuộc sống này cũng là một thứ gì đó rất là nhân duyên rồi. Mình sẽ mua cái khung giấy này với giá là 120 cành, sau đó thì mình sẽ đi tới khu vực ông đồ nào mà mình cảm thấy là mình muốn xin chữ và xếp hàng ở đó, rồi sau khi mà nhận được chữ từ ông đồ thì chúng ta sẽ tùy tâm gửi lì xì cho ông đồ. Vì mực rất là ướt thế cho nên là không thể cầm dọc xuống được, nó sẽ bị chảy mất, nên là anh Bin đã phải bưng như thế này đem đi tìm chỗ để phơi cho đến khi nào thật là khô thì mới có thể cầm về được. Và trên đường về thì lại có một bạn fan bảo là em đã theo dõi mẹ Hú ở trên YouTube rất là lâu và em cũng học tiếng Hàn rồi, và hôm nay thấy mẹ Hú ở đây thì em đã phải chạy theo rất là xa để có thể đuổi theo để xin được gặp chụp ảnh với mẹ Hú. Thì mẹ Hú cũng rất là vui vẻ, chúc cho bạn có một năm mới thật là mạnh khỏe và có thật là nhiều thành công với con đường học tiếng Hàn của mình. Cái cảm giác vào một ngày xuân ấm áp, được ra phố đông vui, được ngắm người này người kia, được trải nghiệm rất là nhiều nét văn hóa và lại còn có rất là nhiều người yêu thương và nhận ra mình như thế này nữa thì quá ư là hạnh phúc luôn mọi người ơi.